tế Trung Quốc suy yếu, dần lùi xa khỏi ngưỡng nước thu nhập cao. Theo số liệu chính thức vừa công bố, lần đầu tiên trong 29 năm, Trung Quốc chứng kiến tổng thu nhập quốc dân GNI bình quân đầu người giảm vào năm 2023, kéo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cách xa ngưỡng nước thu nhập cao của Ngân hàng Thế giới WB. Cụ thể, tổng thu nhập quốc dân GNI bình quân đầu người của Trung Quốc năm 2023 giảm 0,1% xuống còn 12.597 đô la Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm tăng trưởng và đồng nhân dân tệ suy yếu. GNI đo lường tổng thu nhập mà người dân và doanh nghiệp của một quốc gia kiếm được cả ở trong và ngoài nước. Theo đó, GNI bao gồm tổng sản phẩm nội địa, GDP, giá trị của tất cả hàng hóa, dịch vụ được tạo ra trong nước và thu nhập đến từ đầu tư nước ngoài cũng như các nguồn khác ở nước ngoài. Trong đợt điều chỉnh thường niên về phân loại thu nhập quốc gia vào tháng 7 năm 2023, WB đã nâng GNI bình quân đầu người tối thiểu trong hạng mục nước thu nhập cao thêm 5% lên 13.846 đô la Mỹ. Dù đã thu hẹp được khoảng cách năm 2021, GNI bình quân đầu người hiện tại của Trung Quốc đang thấp hơn ngưỡng nước thu nhập cao khoảng 9%. Tính theo nhân dân tệ, GNI bình quân đầu người của Trung Quốc tăng 4,7%, nhưng con số này vẫn thấp hơn so với mức tăng 5% của năm 2022. Dù đầu năm ngoái Trung Quốc đã chấm dứt chính sách chống dịch Zero Covid vốn tác động nặng nề tới nền kinh tế, cuộc khủng hoảng trên thị trường bất động sản đã tiếp tục kéo tụt sức mạnh tăng trưởng của nước này, khiến lợi nhuận của doanh nghiệp và thu nhập của các hộ gia đình sa sút. Thị trường lao động Trung Quốc cũng đang chậm phục hồi sau đại dịch. Tính tới cuối năm 2023, cả nước có tổng cộng 3,52 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhiều hơn khoảng 550.000 người so với một năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 2012. Theo tờ báo Nikkei Asia, đồng nhân dân tệ suy yếu cũng là một nhân tố khiến GNI bình quân đầu người tính theo đô la Mỹ của Trung Quốc giảm. Năm 2023, đồng nội tệ của Trung Quốc bình quân giảm 4,5% so với năm 2022, ở mức 7,0467 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ do lãi suất ở Mỹ tăng cao cũng như nền kinh tế trong nước suy yếu. Trong bối cảnh đó, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chảy ròng vào Trung Quốc chỉ đạt 33 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, giảm 82% so với năm 2022 và là thấp nhất kể từ đầu thập niên 1990. Tất cả những điều trên cho thấy thách thức mà Bắc Kinh phải đối mặt để vực dậy nền kinh tế và hồi sinh tăng trưởng. Dòng vốn FDI thấp nhất 30 năm. Lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Trung Quốc năm 2023 thấp nhất kể từ đầu thập niên 1990, cho thấy thách thức mà Bắc Kinh phải đối mặt trong khi nỗ lực thu hút dòng vốn ngoại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Số liệu do Cơ quan Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc CFE công bố ngày 18 tháng 2 cho thấy nghĩa vụ đầu tư trực tiếp trong cán cân thanh toán của nước này chỉ tăng 33 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, giảm 82% so với mức tăng của năm 2022. Đây là một thước đo về lượng vốn FDI mới chảy vào Trung Quốc trong một năm thông qua đo dòng tiền của các thực thể do nước ngoài sở hữu tại nước này. Kể từ năm 1993 đến nay, chưa khi nào lượng vốn FDI mới vào Trung Quốc tính theo thước đo nói trên lại thấp như vậy. Điều này cho thấy ảnh hưởng dai dẳng của các biện pháp chống COVID-19 hà khắc mà Trung Quốc áp dụng, ngay cả khi các biện pháp này đã chấm dứt vào cuối năm 2022, đầu 2023. Quý 3 năm 2023, tổng lượng vốn FDI ở Trung Quốc lần đầu tiên giảm kể từ năm 1998. Đến quý 4, tổng vốn FDI ở nước này đã trở lại trạng thái tăng trưởng, nhưng lượng vốn mới 17,5 tỷ đô la Mỹ ghi nhận trong quý chỉ bằng 1/3 so với mức cùng kỳ năm 2022. Theo giới chuyên gia kinh tế, dữ liệu của CFE có thể phản ánh các xu hướng trong lợi nhuận của doanh nghiệp FDI tại Trung Quốc, cũng như những thay đổi về quy mô hoạt động của các doanh nghiệp này. Lợi nhuận của các công ty nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp ở Trung Quốc đã giảm 6,7% trong năm ngoái so với năm 2022, theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc. Số liệu do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố trước số liệu của CFE cho thấy vốn FDI mới vào Trung Quốc trong năm 2023 giảm xuống mức thấp nhất 3 năm. Số liệu của Bộ Thương mại không bao gồm lợi nhuận tại thị trường Trung Quốc mà các doanh nghiệp FDI của nước này dùng để tái đầu tư, đồng thời có mức độ biến động ít hơn so với số liệu của SAFE theo giới chuyên gia. Dù tính theo thước đo nào, sự suy giảm của vốn FDI vào Trung Quốc cũng phản ánh rằng doanh nghiệp nước ngoài đang rút vốn khỏi nước này do căng thẳng địa chính trị và sức hút của lãi suất cao hơn ở các nền kinh tế khác. Các công ty đa quốc gia nhận thấy việc giữ tiền ở các quốc gia khác là hấp dẫn hơn giữ ở Trung Quốc, vì nhiều nền kinh tế lớn khác đã tăng lãi suất để chống lạm phát trong khi Trung Quốc hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng. Một cuộc khảo sát doanh nghiệp Nhật Bản ở Trung Quốc gần đây cho thấy hầu hết đã giảm đầu tư hoặc không tăng đầu tư trong năm ngoái, và đa số có cái nhìn bi quan về triển vọng năm 2024.
Nhiều chuyên gia cho rằng chính phủ Trung Quốc cố gắng chưa đủ trong việc thuyết phục doanh nghiệp nước ngoài quay trở lại sau đại dịch và cần có thêm nhiều nỗ lực để đạt mục đích thu hút được nhiều vốn FDI hơn. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5%. Mục tiêu GDP của Trung Quốc năm 2024 quanh 5%, tương đương năm ngoái, nhưng được dự báo khó đạt vì nền so sánh cao hơn. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế được Trung Quốc nêu trong báo cáo đưa ra sáng ngày 5 tháng 3, khớp với dự báo của các nhà phân tích trước đó. Để đạt mục tiêu này, nền kinh tế thứ hai thế giới tính đưa thâm hụt ngân sách về 3% GDP, giảm so với 3,8% năm ngoái. Họ cũng muốn phát hành thêm 1.000 tỷ nhân dân tệ, 139 tỷ đô la Mỹ, trái phiếu chính phủ đặc biệt, không được tính vào ngân sách. Nước này cũng đưa ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội chủ chốt khác cho năm nay, như mục tiêu lạm phát là 3%. Trung Quốc dự kiến tạo thêm 12 triệu việc làm tại thành thị và duy trì tỷ lệ thất nghiệp quanh 5,5%. Năm ngoái, GDP nước này tăng 5,2%, đạt mục tiêu tăng trưởng. Dù vậy, nền kinh tế này vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng và đầu tư công, làm dấy lên lo ngại về khả năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Giới chuyên gia đánh giá mục tiêu năm nay khó đạt hơn 2023 do mức nền đã cao hơn so với năm 2022 khi Trung Quốc còn phong tỏa chống dịch. Bên cạnh đó, khủng hoảng bất động sản, giảm phát, thị trường chứng khoán đi xuống và khối nợ chính quyền địa phương phình to là các thách thức lớn với nhà chức trách Trung Quốc hiện tại. Giới phân tích dự báo nền kinh tế thứ hai thế giới sẽ hạ tham vọng tăng trưởng trong tương lai khi họ cần mạnh tay hơn trong giải quyết các vấn đề cấu trúc tồn tại từ lâu. Nhiều chuyên gia lo ngại niềm tin tiêu dùng và đầu tư tại đây đang ở mức thấp kỷ lục. Họ cho rằng Trung Quốc cần kích thích cầu tiêu dùng của các hộ gia đình hơn nữa. IMF, kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc đến năm 2028. Theo báo cáo công bố tháng 2 năm 2024 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã chứng kiến mức tăng trưởng chậm nhất trong nhiều thập kỷ vào năm ngoái, khi cuộc khủng hoảng nợ trong lĩnh vực bất động sản, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu thế giới suy yếu. Báo cáo dự báo đến năm 2028, tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giảm xuống 3,5% trong bối cảnh nước này đang đối mặt với những thách thức từ năng suất yếu và dân số già hóa, trong khi rủi ro đối với triển vọng là rất cao. Trước đó, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đạt 4,6% trong năm nay. Evergrande đã trở thành biểu tượng cho những khó khăn của ngành bất động sản, với khoản nợ khổng lồ lên tới hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Một tòa án ở Hồng Kông, Trung Quốc, đã cho phép bắt đầu thanh lý tài sản nước ngoài của Evergrande, mặc dù công ty khẳng định điều này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động nội địa của doanh nghiệp. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo chiều hướng sụt giảm của thị trường bất động sản Trung Quốc có thể tiếp tục làm gia tăng gánh nặng cho nhu cầu tư nhân và làm suy giảm niềm tin. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!